Dạ vâng, em lại xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio, có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Số điện thoại là 0378 030 730. Tiếp tục video ngày hôm nay, em lại lên tiếp cho các bác một dòng vang rất là nổi tiếng các bác nhé, mang thương hiệu NR Sun. Chính ra đọc của nó là NR Sun, đọc theo kiểu tiếng Việt thì là NR Sun Digital Audio. Con vang này thì được rất nhiều anh em thợ người ta đánh giá là một trong những dòng vang có chất âm effect ngọt nhất thị trường hiện nay. Nó với dòng Theta thì là một trong hai dòng vang có cái tiếng effect rất là ngọt, tiếng nhạc và mix rất là hay và đặc biệt rất là dễ chỉnh. Đặc biệt con này thì so với tất cả các dòng vang khác thì nó hơn hẳn, nổi trội hơn hẳn, đó là một chức năng dò tần số chống hú tự động các bác nhá, dò tần số hú tự động và tự động cắt tần số hú luôn các bác nhá. Con này thì sẽ cái đó thì em sẽ hướng dẫn trong các bác trong một clip sau. Hôm nay em giới thiệu tổng quan về con vang ngày hôm nay. Con vang này là con vang LR Sun DK 5.1 các bác nhá. DK 5.1 con này nó là LR Sun 5.1 các bác nhá. Đằng sau của nó thì có 4 cổng bằng calon. Thêm đó là bên phần hoa sen thì nó có 6 cổng các bác nhá. Đấy, thế còn nếu mà cái dòng 3.1 thì nó chỉ có 4 cổng hoa sen thôi. Con này nó có thêm 2 cổng surround SRSL này. Đấy, là vang số 5.1 của các bác nhá. Đấy, 2 cổng vào, đầu in này, có giới hạn tín hiệu đầu vào luôn ở đây. Có 2 cổng mic đằng sau các bác nhá. 2 cổng mic đằng sau. À đây là hai chiếc nắp của hai mic đằng sau các bác nhá. Các bác cắm mic không dây các bác sử dụng mic đằng sau, hai mic đằng sau rất là hay. Con này thì công tắc tắt bật đằng trước rất là hay. Đặc biệt con này các bác nhìn đây rồi, linh kiện rất là chất, rất là xịn sò. Dàn tụ của nó đều tăm tắp này các bác này. Vì trong hú này các bác nhá. Vì trong hú rất là xịn luôn. Con này sử dụng nguồn xung. Cho các bác sử dụng điện từ 90V trở lên. Các bác nhá. Cho các bác sử dụng điện từ 90V cho đến 240V, 250V đều ok. Sử dụng nguồn xung. Nguồn áp điện rất là tốt. Nguồn auto volt này các bác, gọi là nguồn auto volt đấy. Sử dụng điện từ 90V cho đến 240V là ok. Đấy, mạch thì rất là đẹp. Con này thì đặc biệt là đằng sau các cổng out và cổng in đều có dơ le các bác nhá. Các bác nhìn thấy không? Tổng của nó có tận 4 cái dơ le này. Con này là dơ le của cổng đầu vào các bác nhá. Khi các bác chuyển đổi chế độ từ in 1 sang in 2 nó cũng đóng dơ le các bác nhá. Có nghĩa là ngắt cả tín hiệu đầu vào luôn bằng dơ le, ngắt nhả tín hiệu đầu vào bằng dơ le luôn các bác nhá. Đầu ra cũng vậy, cho nên các bác tắt ví dụ tắt vang này cũng không bao giờ nghe tiếng lổ loa, các bác thấy không? Đấy. Rất là im luôn, khởi động một con vang rất là xịn sò các bác nhá. Đây là một trong những dòng vang đấy các bác thấy không? Dơ le đóng đanh tách cả. Nó sẽ lên nhạc từ từ, sau đó lên mắc ở cái mức volume nhạc mà các bác đang để. Chẳng hạn không may có mất điện thì cũng không bao giờ nghe tiếng lổ của loa. Nó không như những dòng vang cơ mới bây giờ, hoặc là những dòng vang, một số dòng vang khác nó cũng không có dơ le đóng vào cổng ao này. Thì khi các bác mà vô tình ai đó không biết, các bác tắt con vang trước nó sẽ lổ rất là lớn ở loa, thậm chí có thể gây ra chết con loa. Riêng con vang này thì cả cổng in cả cổng ao nó đều có dơ le đóng mở các bác nhá. Cả đầu vào cả đầu ra đều đóng mở. Con này là chuyển chế độ, khi các bác chuyển từ in 1 sang in 2 nó cũng đóng dơ le các bác nhá. Nó ngắt dơ le xong rồi nó đóng mở dơ le. Mạch rất là xịn sò. Con này thì đặc biệt là em đã test thử rồi. Đây này em chưa căn chỉnh gì các bác nhá, chưa căn chỉnh gì à? Em lấy nguyên cái chế độ mà bên kia người ta có sẵn này. Em 6 7 1 2 6 7 6 9. Con này tiếng effect rất là ngọt luôn. Tiếng mic rất hay. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 6 7 8 9 10. Lên. Đặc biệt thì các bác dùng con vang này thì gần như không có hú ý gì cả. Con này nó cắt hú tự động cho các bác nhá. Bác nào mà không biết cắt hú thì con này nó cắt hú tự động cho các bác. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 6 7 8 9 10. Lên. Em đang chỉnh, em đang sử dụng bằng lên 6. Cho to cái mic lên một tí. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 6 9. Lên. Tiếng quá hay luôn, xì xịt rất ngọt mà không lo hú ý các bác nhá. Đấy, một con vang tích hợp quá nhiều cái hay ở trong con vang này, mà giá thành con này thì thực sự nó là rất hấp dẫn luôn các bạn ạ. Hôm nay em để cho các bác cái giá con vang này
rất là tốt luôn các bác nhá. À, con vang này hôm nay em bán cho các bác. Con vang số này là con vang số 5.1 các bác nhá. Con vang số 5.1 của LR Sun các bác nhá, chứ không phải 3.1 các bác nhá. 5.1. À, con 3.1 thì bình thường là các kênh khác người ta đã bán khoảng 1.4 cho đến 1.8 rồi. Đấy, có những kênh người ta bán được tận 1.8 không à. Có kênh thì bán 2 triệu. Nhưng con vang số 5.1 này hôm nay em bán cho các bác giá bao nhiêu ạ? 1.300.000 bao ship nha các bác nhá. 1.300.000 bao ship này. Tặng cho các bác một cặp jack cơ lông để kết nối, ok chưa các bác? Giá rẻ nhất thị trường luôn cho các bác, ok chưa? Và mặt mũi em bao đẹp 100% và bao zin toàn tập cho các bác nhá. Và hàng đây em vừa về xong, chưa hề động chạm nhá, chưa hề cả căn chỉnh luôn. Và em sẽ căn chỉnh cho các bác 6 chế độ nha các bác nhá. À, 6 chế độ. À, trên đây này em về nó lẫn một con vang 3.1A này. Con vang 3.1A này thì không có màn hình, các bác không thể chỉnh tay được và chỉnh bằng phần mềm. Sau đó các bác chỉ có gọi các chế độ ra đây, 6 chế độ trên mặt máy này các bác nhá. Nhá. Ok cho các bác. Con vang này, bác nào mua em bán cho các bác, nếu các trên thị trường người ta đang bán khoảng 1.4-1.5 triệu, em bán cho các bác nào mà dùng con LR Sun 3.1 này, em bán cho các bác giá chỉ có 800.000 bao ship và tặng một cặp giác ca lông, ok chưa các bác? 800.000 bao ship và tặng một cặp giác ca lông. Con vang 3.1 này. Đó, con này nó chỉ có một con duy nhất thôi. Nó bị xước một chút ở đây nhá, không ảnh hưởng gì các bác nhá. Nó bị xước một tí ở đây thôi, còn lại mặt mũi đẹp phay nhôm hết các bác nhá. Đó, con vang này thì các bác kể cả mua các kênh khác người ta cũng phải bán ít nhất là 1.4 triệu rồi. Em bán cho các bác giá chỉ có 800.000 thôi, ok chưa các bác? Còn lại dòng 5.1 này em bán cho các bác giá chỉ có 1.300.000 bao ship và tặng cho các bác một cặp jack ca lông và setup đầy đủ cho các bác, ok chưa các bác? Con này thì đặc biệt rất là hay luôn, tiếng effect. Con này không hay thì các bác cứ trả lại cho em, tiếng effect ngọt, mic hay, nhạc sạch sẽ cực kỳ luôn. Và đặc biệt con này có giải súp của nó, bác nào mà chơi súp con này cắt súp cực kỳ là phê luôn các bác nhá, cắt súp cực kỳ phê luôn. Nói chung là một con vang hoàn hảo các bác. À, hàng tất cả em bao một zin và hoạt động hoàn hảo, nhận phần mềm tất cả đều nhận phần mềm đầy đủ, em đã test hết rồi em mới lên sóng các bác nhá. À, lúc này em chỉ có 11 con các bác nhá, 11 con 5.1 và một con 3.1 kia. Bác nào mua con 3.1 này về các bác chỉ gọi các chế độ trên mặt máy ra, em bán cho các bác giá chỉ có 800.000 bao ship và tặng các bác một cặp giác ca lông các bác nhá. Em bán lỗ luôn con này bởi vì con này nó về lẫn lô, lẫn cái lô này chỉ có một con thôi, em bán lỗ luôn cho các bác để các bác chơi, ok chưa các bác? Xả lỗ luôn, riêng cái lại lẻ lô này em xả lỗ cho các bác luôn. Đấy. Còn lại bác nào mua 3.1 5.1 thì là 1.3 triệu bao ship và tặng một cặp giác ca lông cho các bác nhá, ok. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0378 030 730. Và em sẽ có một video hướng dẫn chỉnh tay cũng như chỉnh máy tính. Nếu như còn thì em sẽ hướng dẫn chỉnh máy tính, còn nếu hết thì em sẽ hướng dẫn chỉnh tay cho các bác. Còn lại em setup cho các bác đầy đủ đây, phần mềm các thứ của nó đây, rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất nhiều giải equalizer. Và đây là có cái chức năng này. Cái chức năng này các bác nhá, em vào phần mic cho các bác này. Để em tắt phần mềm đi. Em tắt phần mềm nha các bác nhá. Các bác vào phần mic này. Đó. Con này thì nó sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung. Để các bác để em mở sang tiếng Anh ạ. Đó, em chuyển sang tiếng Anh nhá. Các bác vào nút mic này. Nút mic này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy không? Feedback. Feedback này, người ta sẽ có chế độ auto này. Chống hú tự động, chống hú tự động này. Và có thêm dò tần số hú này, các bác này nhìn này. Đấy, ví dụ như em dò tần số hú nhá. Em lưu scan này. Đấy, các bác ấn enter này. Đấy, nó sẽ ra rất là nhiều cái tần số hú ở đây này. Đấy, các bác nhá. Đấy. Còn nếu các bác mà dí vào mic vào loa mà để cho nó hú thì nó sẽ tự động tìm các tần số hú mới nhất của cái mic và cái bộ dàn âm thanh của các bác nhá. Đây là những tần số hú mà tần số hú cũ của người ta đã setup này. Còn nếu mà các bác dí mic vào loa mà nó hú, nó sẽ tìm cho các bác cái tần số hú mới. Có nghĩa là như thế này thì bọn em sẽ đồng bộ được các bác như này. Ở khi các bác khi chúng em setup, bọn em cắt hú theo dàn nhà em. Nhưng khi về các bác chỉ cần làm cái thao tác này thôi thì nó sẽ cắt hú theo dàn nhà các bác. Ví dụ đôi loa của các bác, cái tiếng tép nó khác, nó sẽ cắt hú theo cái mic và cái loa của các bác, nó sẽ cắt cho các bác. Cắt khá là ok luôn các bác nhá. Đấy là cắt hú tự động. Con này nó sẽ tự tìm dò các bác những cái tần số hú ở trên dàn nhà các bác nhá. Cho nên là các bác dùng con vang này các bác rất là an tâm về cái khoản hú ý các bác nhá. Đấy, nhiều khi là những con vang khác thì bọn em sẽ setup, bọn em sẽ căn chỉnh trên cái bộ mic, trên cái đôi loa của bọn em. Thì nhiều khi về nó vẫn hơi hú ở cái loa của các bác. Thì các bác sẽ phải căn chỉnh lại một chút.
Nhưng đối với con vang này, các bác chỉ cần làm thao tác là tìm tần số hú mới ở trên cái con vang này, nó sẽ tìm cho tần số hú mới ở trên cái bộ dàn, trên cái đôi loa, trên cái bộ mic của các bác. Rất là ok, rất là hay luôn các bác nhá. Đây là một con vang em cho là rất là đẳng cấp, mà giá thành của nó lại đang là quá là đẹp luôn các bác. Bên em thì cứ nhập được rẻ em bán rẻ, chưa chắc lô sau em đã nhập được rẻ như thế này. Hiện tại thì em đang nhập được giá rẻ thì em bán cho các bác giá rẻ, còn nếu lô sau mà giá nó có thể lên xuống thì bọn em sẽ bán theo cái giá mà bọn em nhập các bác nhá. Có thể lô sau này không được ở cái giá 1.3 triệu nữa đâu. Đấy, cho nên là các bác nào mà mua thì nhanh tay tranh thủ các bác nhá, em chỉ có hơn chục con thôi. Lô sau có thể nó lại lên 1.5 triệu thì lúc đấy lại tính sau các bác nhá. Vì cái này bọn em nhập nó theo đồng tiền của China này, nó theo thời điểm là cái cước biên nó cao hay thấp này, thời điểm cước biên nó cao hay thấp thì bọn em sẽ nhập được giá rẻ hay giá đắt. Thì hiện tại thì em đang nhập được giá rất là rẻ, em sẽ bán cho các bác rất là rẻ. Đấy, nó không như là một số kênh khác người ta cứ nhập nhưng mà vẫn bán theo cái giá đồng tiền cũ. Em thì cứ nhập được rẻ em sẽ bán rẻ cho các bác để các bác chơi. Các bác mua được thời điểm hiện tại này thì nó đang rất là rẻ các bác nhá. 1.3 triệu thì gần như không có một đơn vị nào bán ở cái đầu con vang này 1.3 triệu rồi, hoặc dưới 1.5 triệu thì gần như không đơn vị nào bán rồi. Các bác lưu ý đây là con vang 5.1 các bác nhá. Đây các bác em mở phần mềm với các bác nhá. Nếu các bác kích vào 3.1 này nó sẽ không nhận phần mềm nhá. Các bác kích vào K5.1 này nó mới nhận phần mềm nhá. Đây em thử cho các bác luôn. Để các bác khẳng định rằng đây là con vang 35.1 cho các bác. Đấy. Như thế này là nó sẽ hiện đỏ này, nó không kết nối các bác nhá. Đấy, nó báo lỗi này. Đó, đây là không phải 53.1. Đấy, em thoát ra, em sẽ vào lại con vang 5.1 cho các bác. Đấy. Cái chuột của em di trên mặt đấy nó tín hiệu nó không được chuẩn. Rồi, em sẽ kích cho vào 5.1 các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ báo nhận phần mềm ngay lập tức. Đấy, đang kết nối các bác nhá, đang kết nối. Khi nào cái này nó hiện màu xanh lên thì nó sẽ là kết nối phần mềm các bác nhá. Đấy, các bác kêu. Đây là cái cách mà khi các bác làm sao các bác biết được nó nhận phần mềm, nó sẽ hiện màu xanh lên. Còn đỏ thì nó không nhận các bác nhá. Đấy. Ok chưa các bác? Đã lên màu xanh. Và khi này em sẽ chỉnh được to nhỏ ở trên này. Đấy, ok chưa các bác? Đấy, con vang này là con vang 5.1. Các bác sẽ nhìn ở đằng sau này. Nếu 3.1 thì nó sẽ không có cái cổng SRL các bác nhé. SRL này nó chỉ có ở trên con vang 5.1 các bác nhé. Đấy. Còn lại là tất cả tính năng khác của nó thì như nhau. Đấy. Con 35.1 thì nó cao cấp hơn và đúng ra là nó sẽ đắt tiền hơn rất là nhiều con 3.1 các bác nhé. Rồi ok. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp bên em số điện thoại 0378 030 730. Các bác đi qua thì nhớ cho em xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Video em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.